Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay mới về một chiếc dòng siêu phẩm bên em, thương hiệu Ý của Java. Thì đây là một dòng road xe đua full carbon, khung carbon, càng carbon và full cấu hình đồ tia garage rất là cao cấp, yên carbon. Và như các bác biết thì đây là một cái dòng Java Siluro. Thì trước đây em giới thiệu qua các bác thì đây là một dòng cải tiến cao cấp hơn, đó là dòng xe Siluro Advan Lalo Carbon. Và bây giờ xin mời anh em tổng thể chiếc xe. Vâng, đây cũng là một cái mẫu dòng mới về bên em. Thì hiện tại cái mẫu model Java thì thường thì các website ở Việt Nam chỉ bán cái dòng Java Siluro phiên bản thông thường là khung nhôm và càng carbon. Thì đây là một cái phiên bản quốc tế, dòng thương hiệu Ý nhập nguyên chiếc bên em mới về. Hiện tại thì các cửa hàng Việt Nam chưa hề có cái dòng Java Siluro phiên bản nâng cấp các nhé. Đây là khung carbon, cũng là hàng của Siluro nhưng mà của phiên bản Advan Nano Carbon. Trên khung xe có tông màu đỏ đen trắng, đây là cái ba màu chủ đạo của dòng xe thể thao sport. Bên trên khung xe thì đề logo thương hiệu của cờ Ý. Đây là cái model của xe đó nhá, dòng Java Siluro Advan Nano Carbon. Thì trong thời gian vừa qua giới thiệu rất nhiều cái dòng Java Siluro rồi, thì đây là một mẫu phiên bản nâng cấp là khung carbon so với cái mẫu khung thường em đã từng review là khung nhôm. Carbon còn phần nữa nhá, rất là cao cấp, bên em mới về. Thì hiện tại cái mẫu phiên bản này thì tại các cửa hàng Việt Nam trong đại lý dòng Java thì chưa hề có. Đây là một mẫu xe nhập nguyên chiếc bên em mới về, rất là đẹp. Tổng thể bánh giá là trên 95%, rất là mới luôn nhá. Xe chạy với bộ Jameson rất là cao cấp. Hình Performance Design. Và đây là cái một cái mẫu khung dịch ra tiếng Anh là bộ khung cao cấp của dòng là carbon. Các bác có lên trên mạng tham khảo thêm. Thiết kế cải tiến hơn so với những mẫu Siluro thông thường, đó là dòng carbon. Jameson chạy dây học xa. Cổ Ford Yidong được chơi nâng cấp thêm. Thì em đã giới thiệu cổ Ford Yidong, cổ Ford của nó là FSA, thương hiệu của Mỹ, rất là cao cấp. Và Yidong sẽ là Yidong chính hãng của dòng Gian Connect được người chơi nâng cấp. Thì như các biết thì cái dòng Gian em giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì dòng Gian Connect là chuyên thuận cái dòng tăng cao cấp của dòng xe đua đây, Gian Connect đây, mà em từng review rất nhiều thời gian vừa qua. Xe được sử dụng với bộ tay lắc cao cấp chính hãng của Shimano Yagara. Bên tay trái em, bên tay phải em sử dụng với bộ tay lắc Shimano Yagara tầng bên tầng đĩa, rất là cao cấp. Tay lắm cuốn của nó vẫn còn nguyên theo xe, rất là mới. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Yagara, rất là mới, nguyên bản theo xe. Càng trước là càng chính hãng của Bill, một thương hiệu đến từ Anh Quốc các nhá, rất là cao cấp. Các bác trên mạng tham khảo thêm về cái mẫu dòng thương hiệu Bill, càng của Anh Quốc, carbon, càng carbon được người chơi nâng cấp thêm. Lốp CST chính hãng nguyên bản theo xe. Vành nhôm hai lớp còn rất là mới, kích thước lốp 700x25C. Vành cũng là của thương hiệu Ý Design Italy đây, cũng là tông màu trắng đỏ. Cọc yên nhôm, yên carbon, yên thương hiệu Ý của Ego Đò 5. Yên là yên Ý thôi nhá, yên carbon.
R5 in cao cấp, cũng là thương hiệu của Ý luôn, kèm theo xe. Đằng sau xe sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Tiagra. Nguyên bản. Gạt đĩa của Tiagra. Đùi đĩa chính hãng của Shimano Tiagra rất là cao cấp. Đùi đĩa 10 tầng lip. Đây. Mở speed. Đùi đĩa cao cấp của Tiagra rất là cao cấp, đây mọi người nhìn rõ, rất là mới. Nguyên một bộ group chuyển động của Shimano Tiagra. Đằng sau sử dụng cái củ đề Shimano chính hãng của Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip. Lip và xích cũng rất là mới đó nhá. Lip xích nguyên bản theo xe. Vành trước và vành sau là vành nguyên cặp. Kích thước lốp là 700x23C. Và bây giờ chúng tôi chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao khai đứng của khung xe là size 49. Thí hiệu của bạn là các bạn 1m63 đến trên 1m7. Đây là một dòng mẫu Java full carbon Advanced Nano bên em mới về của dòng Shinodo cải tiến, mà hiện tại cửa hàng em mới về bên xếp dòng xe rốt mua cao cấp đây. Hiện tại cái mẫu phiên bản này chưa hề có tại Việt Nam. Và bây giờ xin mời anh ta tổng hợp chiếc hoạt động của xe. Và bây giờ chúng ta sẽ chiếc hoạt động của xe đây. Lên lip. Chuẩn động rất là mượt mà nhá. Full group cấu hình Shimano Tiagra xuống lip. Vâng, rất mượt mà và trơn tru. Bên phải em sử dụng với đùi đĩa Tiagra, hai tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru và mượt mà, và hầu như hoạt động ở xe không hề một chút chút nào cả. Đây là một mẫu Java thương hiệu Ý, cao cấp, full carbon bên em mới về. Càng là càng của Bill, thương hiệu Anh Quốc càng carbon. Phiên bản là Java Advanced Nano. Yên carbon, yên của Evolo R59. Thương hiệu của Ý. Và xe được full group với đồ chuyển động của Tiagra rất là cao cấp. Xe đánh giá mới trên 90% xe. Và xe giá rất tốt bên em là 14,8 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.